Quý vị và bạn thân mến, đầu năm thì ai cũng muốn mình có một cái chuyến du lịch, có một cái chuyến du xuân, vừa đi tham quan, vừa đi đây đi đó chơi, rồi còn có thể là đến viếng những cái ngôi chùa, những ngôi chùa tâm linh, những ngôi chùa có thể mang đến những cái vận may, mang đến tài lộc, mang đến sức khỏe dồi dào cho gia đình cũng như là cho chính bản thân của chúng ta. Thì hôm nay nhân dịp đầu xuân ngày mùng 6 Tết thì tình muốn chia sẻ đến quý bà con cô bác anh chị một ngôi chùa nằm ở vùng sâu thuộc địa phận xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Đây là con đường dẫn vào ngôi chùa có tên là chùa Phước Long. Phía trước màn ảnh nhỏ của các bác anh chị là một cái cổng chùa rất là hoành tráng, rất là uy nga lộng lẫy. Nhưng để có được một cái cổng chùa hoành tráng như thế này thì chắc hẳn là ngôi chùa cũng phải trải qua nhiều cái giai đoạn khó khăn, bởi vì ngôi chùa nằm ở trong vùng sâu vùng xa thì ít có Phật tử biết tới, và người đã phát huy quang đại cho ngôi chùa Phước Long đó là một vị sư cô. 22 năm về trước, ngôi chùa này vẫn là một ngôi chùa bỏ hoang và không ai dám đặt chân tới đây, bởi vì nơi đây luôn có những cái câu chuyện tâm linh rất là huyền bí, rất là ma mị. Và đặc biệt là ngôi chùa này người ta hay gọi với cái tên là ngôi chùa rắn thần, bởi vì ngày xưa có rất là nhiều rắn hổ, những cái loại rắn lớn thường xuất hiện ở trong chùa. Vị sư cô đang tại vị tại ngôi chùa, năm nay 82 tuổi, là đời thứ 18 của ngôi chùa Phước Long. Trước đó thì có rất là nhiều vị sư đã về đây tu tập, có luôn cả các vị tăng, nhưng không ai bám trụ lại được ngôi chùa bởi những cái câu chuyện tâm linh, rồi những cái loài rắn thường xuyên xuất hiện khiến cho các vị sư không thể nào bám trụ lại được. Vậy thì vị sư cô đang tại vị tại ngôi chùa này đã bám trụ lại ngôi chùa và phát huy ngôi chùa Phước Long hoành tráng như ngày hôm nay như thế nào, thì tình xin mời quý cô bác anh chị cùng đồng hành với tình trong video ngày hôm nay. Nhân dịp năm mới thì tình cũng xin kính chúc quý bà con cô bác anh chị khán giả thân thương trên kênh YouTube của tình có thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài và phát đạt. Clip đầu năm thì tình cũng mong bà con cô bác anh chị luôn yêu thương và ủng hộ tình trong cái năm mới này, luôn đồng hành cũng như là luôn chia sẻ cho tình để cho tình có động lực để tạo ra nhiều cái nội dung hay, mang đến những cái góc nhìn, những cái góc khuất ở trong đời sống mà chúng ta ít ai biết tới. Giống như ngôi chùa Phước Long đây là một ngôi chùa ở trong vùng sâu vùng xa và có những cái câu chuyện tâm linh huyền bí, thì hôm nay tình sẽ đồng hành cùng với quý cô bác anh chị đến khám phá ngôi chùa, sau đó mình sẽ được trò chuyện với sư bà, là vị sư cô đang là sư chủ trì của chùa Phước Long. Trước tiên thì mình sẽ tham quan khuôn viên của chùa, xem coi khuôn viên ngày Tết chùa Phước Long có gì đặc sắc và có gì nổi bật hay không nha bà con cô bác anh chị. Để đến được chùa Phước Long thì đầu tiên bà con cô bác anh chị sẽ đi đến xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Sau đó bà con cô bác anh chị sẽ hỏi thăm về chùa Phước Long, vì là một ngôi chùa nằm ở trong vùng sâu vùng xa, tuy nhiên có những cái câu chuyện tâm linh huyền bí. Giống như lúc ban đầu tình chia sẻ là chùa này được mệnh danh là chùa rắn thần, vì có rất là nhiều rắn xuất hiện thời xa xưa. Nên khi bà con cô bác anh chị chỉ cần hỏi chùa Phước Long là hầu như bà con cô bác anh chị Phật tử cũng như là những người dân sẽ biết về chùa Phước Long và sẽ dẫn đường cho bà con cô bác anh chị đến viếng chùa Phước Long. Thì đây là cái khung cảnh khuôn viên ngày Tết đây bà con cô bác anh chị. Ở phía sau cổng chùa thì mình có thấy chữ là kiến tạo năm 1930. Chính giữa thì có một cái dòng chữ là Duy Tệ Thị Nghiệp. Bên kia là trùng tu năm 2002. Năm 2002 cũng là năm của vị sư cô, hay còn được gọi với cái tên là sư bà, về đây ẩn thân tu tập. Lúc đó chùa chỉ là một cái ngôi chùa lá nhỏ bị bỏ hoang, thế nên ngôi chùa bị mục nát do năm tháng không có các vị sư tu tập, rồi không có Phật tử tới lưu quét dọn, nên nhìn cái khung cảnh xung quanh nó rất là hoang tàn. Nhưng hôm nay chúng ta được nhìn thấy một ngôi chùa rất là khang trang, một nơi để cho bà con cô bác anh chị có thể đến viếng lễ Phật, đỉnh lễ vào cái dịp xuân này. Thì đầu tiên đặt chân vào bên trong chánh điện, chúng ta sẽ thấy được một hàng mai, một hàng mai có cái bộ gốc rất là khủng và được các vị sư ở trong chùa treo lên những cái tấm vải đỏ như thế này. Hoa mai thì nở vàng, rồi những cái tấm vải đỏ như thế này tạo nên một cái sắc xuân nhìn rất là tươi mới, nhìn rất là sáng thưa bà con cô bác anh chị. Đây, những cái gốc mai nhìn rất là hoành tráng. Mình nghĩ những cái gốc mai này có niên đại chắc cũng hơn đâu đó hơn 10 năm rồi. Mình thì không có rành về cây kiểng, nhưng mà mình thấy những cái gốc mai này thực sự rất là đẹp.
Đây, hoa mai thì nở, vải thì treo đỏ như thế này, tạo nên một cái sắc xuân nhìn nó rất là tươi mới, chứng tỏ năm nay là một năm tài vận sẽ đến với bà con cô bác anh chị rất là nhiều. Nhìn cái khung cảnh của chùa nhìn rất là tươi mới. Năm nay sẽ là một trong những năm phát triển của đất nước cũng như là cho chúng ta có cơ hội phát triển đây. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy được tượng Phật Mẹ Quan Âm hướng ra ngoài phía lộ đây. Cả nhà xem, được tô đậm bởi một cái màu vàng. Thường thì các tượng được tô màu vàng mình mang cho mình một cái cảm giác giống như là đang được mạo vàng. Những cái ánh kim của nước sơn nó tạo cho mình một cái cảm giác óng ánh, nhìn rất là huyền bí, rất huyền bí bà con cô bác anh chị. Phía bên đây thì mình có thấy thêm miếu bà chúa xứ đây. Cũng được xây dựng rất là khang trang. Chắc hẳn nhiều bà con cô bác anh chị rất là thắc mắc là tại sao không biết ở trong một ngôi chùa mà tại sao lại có miếu bà chúa xứ như thế này. Thì theo quan điểm của ông bà xưa, ngày xưa thì ít ai tới lui viếng chùa. Đa phần thì bà con cô bác anh chị làm nông thì sẽ đến viếng miếu bà chúa xứ là nhiều. Tại vì đã là làm nông cũng như là đi đánh bắt thì người ta sẽ rất là tin tưởng vào bà chúa xứ, người ta tới người ta xin tài lộc. Thế nên mỗi ngôi chùa thời xưa người ta sẽ xây dựng thêm một cái ngôi miếu. Nghĩa là khi mà người ta đến viếng miếu bà chúa xứ thì người ta sẽ đến viếng luôn cả chùa. Tại vì cái quan điểm ngày xưa là người ta viếng miếu bà chúa xứ là nhiều, người ta không có kiểu như là không có thích đi chùa. Thế nên là những ngôi chùa cổ ngày xưa người ta xây thêm miếu bà chúa xứ, và khi dân đến viếng miếu thì sẽ đến viếng luôn cả chùa. Đó là những cái tập tục thời xưa. Còn đây là phía sau mình là phía bên trong chánh điện đây cả nhà. Nhà nhìn xem, và những cái hoa vạn thọ này được trồng trong một cái chậu, một cái màu sắc rất là nổi bật, đó là màu vàng. Ở một cái hàng lên nhìn nhìn đúng sắc xuân luôn mà con bác anh chị. Vàng ươm hai bên thì có hai cái mai đang nở rộ, có rất là nhiều hoa. Cả nhà nhìn xem, phía chính giữa thì chúng ta sẽ thấy một cái bát ly hương rất là lớn, và phía trên cùng là chúng ta thấy được tượng Phật Di Lặc bằng đá nha cả nhà. Đá này là đá nguyên khối nha. Đây cả nhà xem này. Đá nguyên khối nha cả nhà. Được các nghệ nhân tạc điêu khắc rất là sắc sảo cả nhà. Rất là sắc sảo. Từ khuôn mặt cho tới những cái chi tiết, những cái bức chạm chỗ được các nghệ nhân điêu khắc rất là kỹ này. Cả nhà nhìn xem này, những cái ngón tay này, móng tay rồi những cái đường chỉ này, rất là sắc sảo cả nhà. Và khi mình sờ vào tượng Phật Di Lặc bằng đá nguyên khối như thế này, mình có một cái cảm giác mát lạnh vô cùng cả nhà. Rất là mát luôn. Rất là mát lạnh cả nhà. Chùa thì mang đậm chất Phật giáo Bắc Tông. Thế nên chúng ta thấy có rất là nhiều tượng được trưng bày ở phía trước ngôi chánh điện. Cả nhà nhìn xem, phía ngoài kia, ngay cái khung viên ngoài kia chúng ta sẽ nhìn thấy được Tam Thế Phật màu trắng. Bên ngoài cả nhà nhìn thấy không? Tượng Tam Thế Phật đứng rất là uy nghiêm. Còn bên đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy được hai vị hộ pháp hai bên. Đó, cả nhà xem này, lúc nào cũng khói hương nghi ngút nha cả nhà. Này, bên này cũng có nè cả nhà. Phía bên trong chánh điện thì cả nhà có thể nhìn thấy một cái khoảng không gian rất là rộng. Chánh điện của chùa được xây dựng rất là cao cả nhà, rất là cao, nên chúng ta cảm nhận được một cái khoảng không gian rất là rộng, rất là thoáng, và được bày trí rất là trang nghiêm, rất là trang trọng cả nhà. Ở đây thì mình thấy có rất là nhiều đèn
đèn lưu ly nè cả nhà. Để đây rất là nhiều, để đây để cho bà con cô bác anh chị tới như là viếng, để lại tên của mình, nó viết lại cái tên của mình, như là mình cầu nguyện gì, cầu an gì, ước nguyện gì sẽ ghi ở trên cái cây đèn lưu ly như thế này. Nhà xe rất nhiều. Đó. Những cái chậu hoa vạn thọ nó làm cho mình nhớ đến cái cảm giác xuân, mặc dù là mùng 6 Tết rồi cả nhà, nhưng mà mình vẫn còn nhớ tới cái cảm giác xuân, xuân vừa mới đến thôi cả nhà. Đây là Tam Bảo đây cả nhà. Tam Bảo thì được thờ tự rất là trang nghiêm cả nhà. Muốn tìm được một cái hạt bụi cũng rất là khó cả nhà. Muốn tìm được một cái hạt bụi ở trên phần Tam Bảo cũng rất là khó. Lúc nào cũng được lau dọn quét rất là sạch sẽ. Phía trên cùng đó là tượng Phật Đức Thế Tôn, được các nghệ nhân họ điêu khắc chạm chỗ, nhìn rất là sắc sảo cả nhà. Mình nhìn mình cứ tưởng đâu là tượng bằng vàng luôn cả nhà, một cái màu vàng nhìn rất là óng ánh cả nhà. Phía sau thì được các nghệ nhân vẽ một cái bức họa thân cây bồ đề, cả nhà nhìn xem nè. Ở thân cây bồ đề, nơi Đức Phật ngày xưa thuyết pháp cũng như là tìm đường giác ngộ đó cả nhà. Ồ, lúc nãy mình quan sát chưa hết cả nhà. Phía trên cùng thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy được Tam Thế Phật, ba vị Phật được trên tầng cùng cao nhất cả nhà. Ở cả nhà xem này, ba vị Phật được ngồi trên tầng trên cùng. Quan sát kỹ mới thấy nha, nếu mà nhìn sơ ngang qua thì không thể nào nhìn thấy được. Bên đây thì mình có nhìn thấy tượng Phật Mẹ Quan Âm đây cả nhà, Quan Thế Âm Bồ Tát đây. Phía sau Tam Bảo thì mình sẽ nhìn thấy được tượng Phật Tổ Sư Đạt Ma cả nhà, và có luôn cả hình của các vị sư trụ trì đời trước đây. Một bức tranh được khắc họa có thể nói là rất là tuyệt sắc luôn, tỉ mỉ trong từng cái chi tiết nhỏ. Không biết xem qua màn ảnh thì quý vị có thể nhìn thấy những cái nét bút, những cái bức chạm chỗ của những cái phần tượng cho tới lẫn cả cái phần tranh tỉ mỉ tới mức tuyệt đối luôn đó cả nhà. Rất là đẹp. Ở đây thì mình có nhìn thấy thêm tượng Phật nghìn tay nghìn mắt này cả nhà. Hiện tại sư bà đây có khách đó cả nhà. Để lát nữa sư bà trò chuyện xong với khách đó thì mình sẽ trò chuyện với sư bà về quá trình xây dựng ngôi chùa Phước Long, cũng như là quá trình mà sư bà tu tập ở đây, sư bà đã gặp những cái câu chuyện tâm linh gì và câu chuyện về rắn thần liệu có thật hay không nha cả nhà. Chị ơi, dạ.
nói gì vậy? Dạ con chào sư bà. Dạ hôm nay hữu duyên về Sóc Trăng thì con có đến viếng chùa Phước Long, một ngôi chùa nhỏ nằm ở trong vùng sâu vùng xa. Khi mà đến viếng chùa thì con bị choáng ngợp bởi những cái cảnh quan xung quanh. Thật sự là cách bố trí thôi, những cây cảnh rồi cách xây dựng ngôi chùa thật sự làm cho con cảm thấy rất là thán phục. Những năm qua sư cô đã đóng góp cho chùa mình rất là nhiều. Vì khi đến chùa Phước Long thì được bà con cô bác anh chị tán thán những cái việc làm của sư cô từ những ngày đầu khi mà về chùa Phước Long. Chỉ là một ngôi chùa lá nhỏ rồi còn bị bỏ hoang trong suốt nhiều năm mà sư cô đã bám trụ và đã phát huy được những cái gì đó tốt đẹp nhất của đạo Phật để cho chùa mình được khang trang như tới ngày hôm nay. Thì nhân dịp đầu xuân thì con cũng xin chúc sư bà năm mới thật là nhiều sức khỏe và tinh tấn trên con đường tu tập, để cho bà con cô bác anh chị Phật tử gần xa có thể biết đến chùa Phước Long của mình, đến viếng chùa du xuân những ngày đầu năm, cũng như là để cầu an cầu phước cho gia đình của mình. Trước tiên thì sư bà có thể cho bà con cô bác anh chị biết sư bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi được không ạ? Năm nay 82. Dạ. Sư bà, pháp danh của sư bà ở chùa là gì? Pháp danh Chân Từ, đệ tử của viện trưởng viện Hoa Đạo ở thành phố hồi xưa đó, ở chùa Ân Quang đó. Dạ. Hòa thượng thời năm ký kết hòa bình đó, năm 75. Dạ. Rồi trước những năm mà sư bà đi đi tu á, thì sư bà có từng tham gia kháng chiến nữa đúng không thưa sư bà? Đúng rồi, giờ đó công tác hành á. Dạ. Ban đầu thì tại huyện Trà Ôn đi xin tiền rồi về cho trong mấy ông bộ đội đó. Dạ. Khi nào bộ đội về thì xin tiền đang ăn uống đồ. Dạ. Rồi cái tới chừng thấy ở huyện đó có nhiều người, thôi mình xin đi về tỉnh. Rồi tự về tỉnh thì coi như mấy khám tù là mình đi tới lui để thăm này, cho quà này kia. Xin của chùa không chứ con không xin của ai. Yeah. Rồi là lo rồi tới năm Mậu Thân đó. Vậy về tới năm Mậu Thân thì bắt đầu đêm đó là cũng như để bắn máy bay đó. Thì vô xin mấy cái nhà cho, cũng như mình không có dám nói là vô làm gì, cũng như coi giữ ở trên nóc nhà thôi. Nhưng mà cái số đó thì người ta cột chân mấy người ở đó, thằng bắn máy bay sợ chạy. Rồi tới thì bắn máy bay nó bắn quá, nó mình làm không lợi, sập nhiều lắm, cháy nhiều lắm. Nó Mậu Thân rất là dữ lắm, chết nhiều lắm. Bộ đội mình chết nhiều dữ lắm. Nhưng mà mình cũng vẫn bình thường. Rồi cái ấy, rồi dẫn rồi cái thầy ở chùa đó mới cho mình đi dạy. Thầy không có biết mình là làm cái gì trơn á, nhưng mà mình đi ra về coi vận động với mấy cái nhà Phật tử đó, mình xin vô này kia rồi xin tiền rồi cho bộ đội về ăn mấy bữa đó đó. Yeah. Mấy bữa đó dữ lắm mà. Yeah. Mấy bữa mà đêm 30 đó. Đêm 30 năm Mậu Thân đó. Yeah. Kêu bằng là chen chân không lọt á, nhầm cái nó đốt pháo tôi phải lủi vô nhà người ta. Bây giờ mình đi mà mình nữ mà thấy mấy đó cũng hơi sợ. Yeah. Hồi đó năm đó là coi như chết sống là tôi cũng bén chết năm đó đó. Yeah. Bởi vì mình đi mình cũng phải đi, đi ban đêm chút đỉnh đằng coi này kia. Yeah. Giao liên mà. Yeah. Thì thành ra nhầm cái cũng bén chết mà. Ở nhà không hay đâu, ở nhà không có cho đi đâu, nhưng mà tự tôi làm ơn tôi không ai biết chứ. Cái giấy bà, giấy của tôi là nhét ở trong ống tre ở nhà rồi bị đốt nhà cháy mất cái giấy đó. Chung cái giấy đó tôi là công lớn lắm á. Mà hôm đó tôi phải tôi làm giấy báo công là một tháng tôi được 8-9 triệu á. Chàng ơi. Ừ, mà tại vì mình tính cho dân nghèo. Tính cho dân nghèo rồi mình không nghĩ tới đó, mình ăn của chùa rồi. Yeah. Rồi thành ra không làm, tới chừng làm á, tới chừng muốn cái dây bảo hiểm thì về mấy người đã chết chân đâu còn ai nữa. Mới chết tới 2 năm mà. Yeah. Là đến các cố cụ ngày xưa cùng tham gia với sư bà đây là đã mất hết rồi. Yeah. Mới chết tới 2 năm. Yeah. Rồi mới á, thì mấy người đã đắp đi xin giấy bảo hiểm đi. Bảo hiểm đó, nếu có giấy bảo hiểm đó mình vô nhà thương rồi người ta cũng trọng mình lắm.
Dạ, là có công cách mạng, có công với đất nước ha. Dạ. Là được 7-8 triệu một tháng. Dạ. Mình nghĩ là đồng tiền đó thôi nó cũng ngoài tay để cho dân nghèo đi. Nhưng tới chừng mình muốn cái bảo hiểm thì về mấy ông có chết chưa. Dạ. Có mấy người anh về 90 tuổi, người ta nói mấy người đó cũng được. Tôi nói thôi đi, mấy người mà tổ chức cho mình nó mới tốt chứ mấy người ta biết thôi cũng không thành vấn đề, thôi tôi bỏ luôn. Dạ. Yeah. Nãy con có nghe sư bà chia sẻ là ngày xưa sư bà tham gia kháng chiến rồi sư bà có đi dạy nữa. Thế ngày xưa sư bà dạy gì thưa sư bà? Dạy ở trong Bồ Đề Pháp Hải á. À, là ngày xưa sư bà dạy lớp học Bồ Đề. Dạ. Dạy mấy năm mà. Mấy năm thưa sư bà? Mấy năm là người cái thu vô cái nghỉ luôn. Dạ. Yeah. Năm năm bảy mấy đó, tới không bảy mấy 69 gì đó. 69 tới 75 là nghỉ rồi. Dạy mấy năm. Chừng vừa đi dạy rồi vừa tham gia kháng chiến nữa. Không ai biết cái chùa không ai biết. Trong khám tù hay là xin đồ ăn đem vô chổng hoài mà không ai biết, nói cũng như bình thường mấy người ở tù thôi. Dạ. Rồi xin đem vô. Thế lúc đó gia đình của sư bà biết không? Không luôn. Chàng ơi. Mình làm nó chết sống rồi cho dạ. Biết rằng mình chết sao. Dạ. Là gia đình không biết rồi nhà chùa cũng không biết luôn. Không biết luôn. Dạ. Bởi vậy mới làm được. Dạ. Cái chùa làm mà bánh bán. Thì mỗi buổi chiều là bán bánh bao. Đi bán bánh bao đi vận động mấy người giàu đó. Dạ. Là đi bán bánh bao bán đắt lắm. Dạ. Người ta biết người ta giúp á. Yeah. Với hồi đó nó nào nghe nói trong mấy ông này là ai cũng nghe cũng một là sợ hai là thích thích lắm cũng xấu thích vậy lắm. Yeah. Rồi mình vận động mới được. Yeah. Vận động xin tiền, tiền nữa nghe, thí dụ như có mấy ông này về đó cho ăn uống. Với những ngày đầu tham gia lúc đó sư bà không có sợ, không sợ mình không sợ chết gì chứ. Yeah. Nhưng mà có một lần tính chết không đó. Dạ, thế cái lần đó như thế nào thưa sư bà? Nó bắn với nhau á. Dạ. Bắn nhau mình đi mình không biết trước. Dạ. Hai bên bắn hấu đá nhau. Người nằm đại nó chết chết chứ giờ biết sao vậy. Dạ. Thì nó tính chết không? Rồi cơ duyên nào đưa sư bà đến với Phật Pháp rồi quay về Sóc Trăng thưa sư bà? Thì đó lúc đó là đầu tiên mấy bà sư cô Giác Linh đó, giờ bà tám mấy 89 tuổi rồi đó. Yeah. Bà dắt về Vĩnh Long. Về Vĩnh Long bởi vì mình cũng muốn, mình không biết đi với ai vậy đó. Cái sao bà dắt đi. Dắt đi rồi cái tới chừng năm danh đấu Phật giáo đó mình cũng tham gia. Rồi cái ông sư cũng sợ chết đi ông mới đưa về dưới này. Năm danh đấu Phật giáo là sao? Năm 63 nữa. Là sao con chưa hiểu cái giai đoạn đó thưa sư? Hả? Cái năm tranh đấu Phật giáo đó, năm 63 là sao? Con không hiểu cái giai đoạn đó. Hồi ông Diệm với bà Nhu đó. À. Coi như ấy Phật giáo dữ lắm, hai đàn ấu đả với Phật giáo giết chết sống mà. Dạ. Yeah. Thầy tôi ở tù vô gạch cát, tùm lum giá. Dạ. Yeah. Cái đó kể biết nhiều cho hết. Dạ. Yeah. Năm đó dữ lắm, nó chết yeah. sống mà. Rồi lúc đó sư bà về chùa Giác Linh. Mấy quầy trở về. Dạ. Quầy trở về thì Phật giáo em rồi trở về Vĩnh Long bạn mình tiếp tục ở trên luôn. Dạ. Rồi năm bao nhiêu sư bà về chùa Phước Long của mình thưa sư bà? Về đây 2002. Dạ. Còn tôi thu vô mấy ông ở huyện đó ha, biết hai ông lớn ở huyện đó. Dạ. Mới xuống nói giờ cho tôi về là xin cái chùa cho tôi về. Là lúc đó tôi xuất gia rồi. Dạ. Yeah. Muốn ngồi ghế nào cho ngồi ghế nấy. À, có nghĩa là ngày xưa sư bà tham gia kháng chiến ha. À. Rồi có công với đất nước ha. Rồi mấy sếp ở dưới huyện muốn mời sư bà về ngồi ghế nào cũng được. Ừ. Rồi sao lúc đó sư bà sao? Xuất gia rồi, tu rồi. Dạ, yeah, bỏ luôn, bỏ ghế luôn. Dạ. Yeah. Bởi cái giấy báo công còn không làm mà. Dạ. Chứ theo báo công tôi làm giờ tháng cũng được 7-8 triệu á. Trời ơi. Cái giấy đó là có công lớn. Mà sao lúc đó sư bà lại suy nghĩ là mình đi theo con đường Phật luôn mà không chọn một cái chức vụ nào đó. Rồi thành ra tiền bạc thôi mình không thành vấn đề.
để cho dân nghèo nghỉ vậy thôi. Dạ. Rồi tới chừng muốn cái giấy bảo hiểm á. Dạ. Thì vậy thì hai người kia chết trơn, còn ai đồng làm. Dạ. Thế những ngày đầu về chùa Phước Long mình á, vào năm 2002, chắc thời điểm đó ở đây hoang sơ vắng lặng lắm. Cậu biết không, kêu bà ăn muối xả 3 tháng á. Ăn muối xả là sao? Sao muối xả đâm lại rồi ăn cơm á. À. Ăn 3 tháng trời, ăn muối xả hết, chồng rồi bữa khác ăn nữa đó. Ở đây không ai tới hết trơn á. Dạ. Còn ngay chỗ đó thấy ăn, chặt 5 xéo dao mới đụng đất, cỏ. Dạ. Yeah. Vì người ta bỏ 9 tháng rồi cỏ mà có bắt đó. Dạ. Lên lẹ lắm. Ồ, vậy là ngày xưa chùa Phước Long mình là có giai đoạn bỏ hoang đó hả? Ừ, bỏ hoang 9 tháng. Dạ. Yeah. Rồi quá trình mà về đây ở rồi ăn muối xả như vậy suốt 3 tháng, làm sao để mình duy trì được cái thể trạng và cái sức khỏe của mình thưa sư cô? Tại vì cũng quen ăn cực rồi. Dạ. Ăn cực hay lắm. Dạ. Yeah. Rồi cái thành ra cô Phật tử Sóc Trăng hay. Dạ. Yeah. Cái mới đem dầu đường một ngọt vô. Dạ. Yeah. Rồi bắt đầu từ với người ta quen. Hồi đó muốn đi chợ, đi sáng tới chiều mới về. Thì đi đò. Dạ. Yeah. Không có đường xe. Dạ. Yeah. Khổ dữ lắm, về đây khổ dữ lắm. Dạ. Yeah. Lúc mà sư bà về đây là sư bà về một mình hay là có đệ tử không? Thầy Quang với cô Thần không dám cho về. Dạ. Yeah. Đi còn nhỏ quá, mình tính chết một mình. Dạ. Yeah. Ở đây nó cũng quậy, số Phật tử cũng quậy, 17 người ở rồi đó. Tôi thứ 18. Dạ. Yeah. Cái bà Phật tử ở đây á, nói là tôi ở quá 6 tháng mà bà cùi luôn đó. Chàng ơi, sao nói nặng dữ vậy chàng? Bởi vì mấy bà biết là ở đây nó quậy quá, sợ tôi ở không được á. Dạ. Yeah. Quậy là quậy sao Phật thưa? Phật tử quậy. Phật tử quậy? Ờ, nó quậy không ai ở được, là 17 người ở rồi đó. Tới ông thầy mà còn bỏ chùa. Ông thầy ông nói ông lợi, tôi phục cô sát đất. Ủa là Phật tử mà sao tới chùa quậy thưa sư bà? Thì nó quậy, nó dành chùa mà. À. Mà dành đâu được. Tới giờ ông cháu chủ chùa mới lên cái tiếng vậy. Ai tu được thì vô cạo đầu tu, còn không để người ta yên tu mấy em đó. Dạ. Chứ không đâu quậy hoài. Dạ. Vậy là các vị chủ trì đời trước là coi như bị Phật tử quậy quá. Quậy hết. Dạ. Cậu biết không, nó đi ếm tôi mà tới nhà, lên chào quýt này nè, là lên bùa trà đó. Dạ. Nó ếm mà ếm không được, mình tụng kinh đủ rồi là khó ai mà ấy lắm. Dạ. Giống như là mình là người trong suốt, mình không có cái gì ở cái vết nhơ hay là lòng tham gì hết nên không vô, đúng không thưa sư ạ? Cậu biết không, mà tôi bệnh á, cũng dẫn lên tụng kinh rồi mới xuống nằm nghỉ. Dạ. Chứ không phải như người ta bệnh rồi nghỉ đâu. Dạ. Vì có mình ta đâu bỏ thời kinh. Ở đây phúc mặt giữ trời. Tới nhắc nhang á ha. Nhắc nhang nó kêu ở ngoài cửa sổ mà tới riết mình nghe dưới sàn mình á. Nhắc nhang là gì thưa sư bà? Nhắc nhang con như con nhái á. À. Tối nó kêu á. Dạ. Là ngày xưa ếch nhái nhiều như vậy hả? Ừ. Dạ. Nghe kêu dưới sàn luôn đó. Dạ. Tôi thiệt ai là bỏ chùa này à? Dạ. Nhờ cái là phước mặt độ và mình tu nó tới nó cũng đỡ một chút. Dạ. Ta nói kinh mình mà tới được là quỷ thần nó cũng dễ sợ. Dạ. Ừ. Con có nghe sư bà chia sẻ là các vị khuất mặt phước mài phù hộ á. Vậy là chắc hẳn là cái khoảng thời gian mà sư bà tu tập ở đây á, thì cũng đã gặp nhiều cái hiện tượng, đúng thưa sư bà? Đây đầu năm đầu tiếp thu vô mấy ông mà đào còn học mía vòng vòng đây nè, xa xa lượm được bao xương, xa xa lượm bao xương. Xương là xương gì thưa sư? Ủa xương người ta mà nhiều dữ vậy hả? Bởi vì giặc giả là ngay chỗ này là ngay mặt trận mà. Dạ. Yeah. Cái ổng lượm xương gom đóng đem đây nè, tôi không biết, tôi cầm xương lên tôi nói xương này xương người ta không phải xương người ta, mà xương châu không phải xương châu, nó là cỡ xương người Pháp á, nó lớn lắm chứ không phải mình. Người mình xương mình không có bự. Cái tới chừng hỏi lại cái tôi nghe trong mình kỳ kỳ, tôi đi vô cái thầy Quang hỏi thầy sao vậy, thầy nói không có gì hết trơn, nói mình mua đèn 3 năm mà thả không được. Rồi sao mà bữa đó cái tôi nói vậy đó, thì rồi cái tôi đi vô. Tôi đi vô thì vừa cái phòng ở đây nè, vừa nằm xuống
là thấy người một đàn binh đi lại, tôi đếm 28 người, là bận áo vàng 4 túi, quần 2 túi, mà người Pháp không à, đi ngã ngến, cái tôi nói, cái mở mắt ra tôi nói cha đàn binh này dữ ha. Cái tôi mới nói nếu mà ngày mai mà dẹp được bình sạch cho tôi á, là từ tôi cầm cái bó nhẹ gói nhà ba cây nhang với gói bánh xuống dưới này là tôi giái. Tôi nói ngày mai mà dẹp được bình thật sự cho tôi á, thì từ đây về sau á, ăn tiệc tùng có gì ăn tôi kêu đệ tử tôi cúng cho ăn. Thì ngày mai Phật tử ở đằng Ngã Tư này nè mới đi lên cầu nói thầy ơi, không còn cộng lục bình thầy thả đèn được rồi, tôi còn chưa tin nữa. Tôi chạy ra thì thấy không còn cộng lục bình chứ. Thường thường cái tháng Giêng tháng 2 này nè, lúc đó là lục bình á, cậu rớt xuống là lên không được luôn, mà lại dẹt sạch sẽ luôn. Rồi buộc lòng thầy Quang phải thả đèn trong ao này nè. Người Pháp không à, chứ không phải người mình. Hồi lúc đó là coi như mặt trận nằm tại đây nè, bót ở bên đó, rồi mấy ổng ở bên đây gình bắn với nhau chết nhóc ở đây, người ta nói ngay đây là dữ lắm. Nhưng mà nhờ mình tu đàng hoàng, mình tu tới, mình tụng kinh đàng hoàng, người ta nghe được, người ta siêu được. Chứ còn là cái đợt tớp trước 17 người ở, không có siêu được, ta quậy cho đi hết luôn. Tới ông thầy mà còn đi nữa thì đừng nói chi ai. Bởi vì mấy bà cá nói là tôi mà ở được mấy bà cùi đó, bị thấy ông thầy còn ở không được kìa. Bởi vì ở ban đầu không ai phục mình chân có thiệt, bây giờ người ta phục hết rồi. Giờ ai cũng sợ, quyện qua khen mà. Quyện nói cái này cũng như cái mặt trận mà cổ về đây cũng làm được, còn hơn người tây nam nữa. Cái này là nữ tướng. Nguyện qua khen nha. Con có nghe sư bà chia sẻ là hôm đó sư bà thấy là thấy cả một cái binh đoàn người Pháp luôn hả sư? Người Pháp không à. Bận áo 4 túi, quần 2 túi, quần vàng không, một đoàn một vậy đó. Mà đi ngã ngến, lớn con dữ lắm, mà cỡ khoảng 50 tuổi. Thực sự nếu mà tu mà không chân chánh trong cái giây phút đó là có thể là phải bỏ chùa đi. Đúng rồi đó. Mà tôi đếm 28 người là bởi vì giờ bởi cúng là cúng một mâm lớn chứ không phải cúng mâm nhỏ. Chính xác là 28 người. Tôi đếm mà. Trong giấc mơ mà tôi tỉnh lắm. Giấc mơ mà tôi đếm 28 người thức dậy tôi giật mình luôn á. Tôi cũng hơi sợ. Sợ người ta khóa ai về người ta độ đó. Con đầu sợ lắm. Rồi con có nghe bà con cô bác anh chị Phật tử chia sẻ là chùa của mình ngày xưa gắn liền với cái sự tích như là có rất là nhiều rắn và hay được mọi người gọi với cái tên là rắn thần đó thưa sư bà. Tôi vừa tụng đại bi thì là nó chung lên, tôi phục nguyện rồi chung xuống, bởi vì tôi nói là chắc tôi ở được người ta độ đó. Cái đó là mượn cái xác để người ta nghe kinh. Rồi có một đêm đó là có một mình bởi tôi hơi sợ. Có một con là cỡ khoảng cũng mấy thước mà cái niệm của cậu biết là hai thước rồi ha. Mà dư đầu này khúc đầu đuôi khúc cái đại đuôi dài hơn, cái nó tôi dở niệm tôi thọt, tôi thò tay lấy cái áo trong cái tủ nó mới lớn vậy nè. Cái tủ tiền ta hư đó, tôi để đồ vô tôi thọt tay vô tôi lấy tôi nghe làm cái gẹt, cái tôi sợ tôi nhảy lên tôi dặn cái đèn tôi lấy khúc sắt ba dây vậy nè, tôi tấn hết cái tôi thọt. Tôi thọt một cái rồi một cái nó chùng ra thôi, nó đi không, nó lòn dưới cái niệm á, nó nằm dưới á. Tôi thì cũng hơi khỉ nữa, tôi nói giờ đi không đi, tôi đè nó đập tôi một cái tôi nằm giả chết chừng 2 phút kìa. Bây giờ có một mình mà nó quá lớn hơn bắp đùi mà đang thui à. Giờ buổi nó giật mình là chết á, thôi giờ dở niệm cho nó đi. Dở niệm rồi nó xuống, cậu biết không, cái vỏ nó niệm mà người ta bắt gà đó. Đúc được cái đầu chừng 2 tấc rồi bị nó quá bự. Chàng ơi. Nó đúc được cái 2 tấc rồi cái mình đấy, tôi nằm trên giạc, tôi làm gì? Tôi lấy cái sắt tôi đập ảnh, tôi nói nè nghe, tôi với ai là đập chết đó. Thôi đi. Cái tôi dở cái vỏ điểm cho nó mới chịu đi á. Mà cái đó theo đêm đó ai là đập chết rồi. Bởi vì ấy vậy đó, nó cỡ ảnh tới ảnh lui vậy nè, cái sắt á. Chừng con sợ chưa tới lúc đập là bỏ chạy trước rồi, thấy dở cái mùng chua vô trên cái niệm mình mà có rắn vậy là lo, mình co giò chạy chứ. Tôi đè nó
yeah. đập tôi á, đập cái đuôi á, đập cái đuôi tôi giả chết cỡ 2 phút chứ tôi sợ, bắt đầu tôi sợ đó. Lúc đó là sư bà giả chết luôn hả sư bà? Ừ, nằm nín thinh vậy nè. Mình suy nghĩ coi sao nếu mà mình làm tới thì bụi nó quấn mình một cái là chết. Bị nó quá bự mà nó hơn cái bắp đùi tôi á. Dạ. Mà đang mung hả? Dạ. Còn kỳ đó cậu biết không? Cái gỗ, cái xịa bút ba lớn vậy nè mà bằng tre đó. Dạ. Nó đưa nó là tôi để vô trong cái tùng Phật á. Nó đâu cũng chừng ba lớn vậy chứ không bự. Cái bữa nó lủng mà tôi không hay. Tôi vô tôi bưng cái gỗ bưng lên thì nó quấn tôi hết trơn vậy nè. Sao như nó cắn tôi chết rồi. Mà nó đang thui à. Dạ. Chừng ba lớn chứ không có bự. Nó quấn hết trơn cái mình tôi khúc díu vậy nè. Cái tôi chết tê rồi. Sợ quá rồi, sợ dữ lắm á. Dạ. Cái tôi nói trời ơi trời, làm gì quấn tôi dữ vậy. Thôi đi đi, thả tôi đi. Tôi sợ rồi. Thì cái đuôi ở trên này nó tuột xuống nó mới đi đó. Dạ. Chứ theo nó cắn là chết á. Rắn hổ mà. Rắn hổ luôn hả sư bà? Ừ. Chàng ơi. Rồi cái từ hồi mà nuôi hai đứa nhỏ này nè. Dạ. Lụm được hai đứa nhỏ này. Ở trên công ty xuống, công ty thơ xuống. Dạ. Sinh á thì nói cái nói chung với cái dép với không biết cô ai. Cô Huệ đằng này thấy. Rồi cái tôi giái, tôi nói thôi từ đây sắp tới có em bé đừng có về nữa, sợ nó thấy đẹp quá nó bóc. Dạ dạ. Đừng có về nữa để nuôi em bé. Từ đó giờ là không về, không dám nhắc nữa. Tới nỗi mà coi phim mà thấy cái đó tôi nói con chăn chứ đừng nói con đó nữa đó. Sợ nói tên nó về. Dạ. Bởi vậy bây giờ là kêu con chăn không dám nói tên nó, không dám nói tên nó chứ. Tôi mà nói thiệt á, nó không giữ tôi cũng nuôi nó. Nó có bà dài đẹp dữ lắm. Sư cô định nuôi Mà điều nó giữ quá không dám nuôi. Dạ. Nó đẹp quá. Dạ. Cái kỳ đó Ngọc Huệ sắp chăn đó, cầm đồ đó. Dạ. Vô nói thầy ơi con nghe vậy mà có không thầy? Tôi nói có, giờ cậu chờ tôi nửa tiếng đi. Cậu chờ 1 tiếng không gặp. Cái tới cậu ra cửa, cậu nói thôi 1 tiếng rồi không có thôi con về. Thì ra cửa nó đuổi đầu xuống dưới đất á. Cậu quỳ cậu lại luôn á. Rồi đó dữ lắm. Dạ. Mấy năm nay là hồi mà dịch bệnh tới giờ là không có ai ghé thôi. Chứ hồi mà trước dịch bệnh á, Phật tử ở thành phố đi đâu là về ghé đây lần 200-300 người không đó. Ngủ từ ở chánh điện xuống tới dưới này lưỡng biên mà có một mình tôi. Yeah. Bởi tôi mang cái mùng á là hết trơn một căn trước á. Mang cái mùng gì lớn dữ rồi sư bà. Dài hết mà hết căn bên đây từ đây kéo ra trước. Yeah. Rồi ở bên kia kéo ra trước nằm lạng đã hết trơn. Lúc đó là ta ghé dữ lắm. Dạ. Ta tham quan dữ lắm. Dạ. Rồi dịch bệnh tới giờ là không có ghé nó chân lần 200-300 không à. Dạ. Mà nhầm người ghé tội nghiệp lắm. Cái tôi thấy tội nghiệp tôi nói giờ tôi mượn người ta đi mua bún nấu nồi vậy chứ còn có ăn đủ đâu. Dạ. 200 người. quá nhiều mà đúng thưa sư bà. Mà có một mình à. Nội dạ. Mùng cái sáng dẹp cái cũng đủ rồi. Vậy là những ngày đầu tiên khi mà sư bà đặt chân về chùa Phước Long mình á, là sư bà đã gặp rất là nhiều rắn rồi chứ không chỉ là một lần. Dạ. Ngay cả việc đi ngủ cũng mà mình cũng gặp. Cậu biết không? Tụng đại bi là nó chung lên này. Ồ, mỗi lần tụng kinh là lên hả sư bà? Tụng đại bi là nó chung lên. Dạ. Tụng nguyện rồi chung suốt là tôi biết là mượn xác để nghe kinh. Dạ. Vì ở đây chết dữ lắm. Dạ. Ở đây ngay cái mặt trận mà. Dạ. Nghĩa là mỗi lần sư bà tụng kinh là ở dưới chùa lên. Ừ. Yeah. Trời ơi cậu biết không, tôi cũng dạng lắm á. Cái chuông tôi để đây nè, cái mỏ để đây chứ tôi thủ cái cán chuông bị nó bò cách tôi cái miếng gà tàu à, đâu có xa. Dạ. Yeah. Tôi cũng thủ cái cán mỏ có cái gì là tôi cũng tính chứ tôi đâu buông đâu. Dạ. Yeah. Nhưng mà không sao, nó bò cách miếng gà tàu cũng quay trở lại. Yeah. Bò tới bò lui vòng vòng đó nó nghe kinh. Thương cái nước cái mà phục nguyện rồi nó chung xuống đó. Dạ. Chứ không ai phục nguyện không xuống là tôi cũng không để đâu. Dạ. Sợ á. Dạ. Có mình á, ban đêm thấy ghê lắm. Nghe sư bà kể một cái việc mà chui vô mùng ngủ mà gặp kiểu vậy là gặp con ra chắc con coi dò con chạy mất tiêu rồi. Cái đó mình thích. Dạ. Thò tay vô lấy cái áo nhỏ, cái áo lớn đằng thai. Dạ. Kinh ướt. Dạ. Thò nghe làm cái ghẹt. Cái tôi dặn đèn lên thì tôi lấy mùng tôi tấn hết rồi. Yeah. Lấy cây thọt thì nó chung vô niệm. Chàng ơi. Chứ nó không đi đâu hết. Yeah. Rồi cái tới chừng mà tôi đè nó
Nó xuống đất thì tôi lấy cây sắt tôi nằm trên bùn mà tôi thọt cái tay à. Dạ. Sợ dữ lắm, nói chứ cũng sợ, thọt cái tay chứ còn không có dám dở cái mùng hết. Sợ nó giật mình á, ở đó giật mình như chơi với gì. Trời ơi, lớn hơn bắp đùi tôi thì cậu biết đó. Dạ. Mà nó đem mung mà. Mà ngày xưa là chỉ toàn là rắn hổ không hả sư bà? Đúng rồi, dạ. Với hổ lửa nhiều. Trời ơi. Hổ lửa là mấy con nhỏ nhỏ vậy nó đẹp lắm. Bởi vì tôi nói mà không giữ tôi nuôi. Dạ. Mà nó dữ quá dạ. Cắn là chết. Dạ. Mà nó không có cắn ai chứ. Nhưng mà có một điều rất là đặc biệt là những cái rắn mà xuất hiện ở trong chùa là chưa từng một lần làm hại ai. Không. Dạ. Đặc biệt là ở chỗ đó đó sư bà. Dạ. Cái năm đó tôi giấy một lần cái thầy quan ra dọn ở ngoài đó, thầy quan thấy thầy ơi nó về ngoài sân kìa. Nói, thôi đừng nói nữa. Sợ, nói lần này tôi cũng sợ lắm. Dạ. Sợ mấy đứa nhỏ nè. Dạ. Nuôi nó cái là tôi giấy mất luôn đó. Dạ. Không có về nữa. Bây giờ mấy đứa nó coi trong phim mình nói tên đó tôi cũng không cho nói. Dạ. Nhắc tên nó là nó về. Mà ngày xưa về chùa Phước Long á, nghe sư bà chia sẻ có vẻ như là chùa lúc đó còn nhỏ xíu đúng không thưa sư bà? Ừ, đúng rồi. Cái chánh điện nó 8 thước vuông à. Dạ. Mà mái trên là bằng lá luôn hả sư bà? À, bằng cũng bằng tôn bằng gạch đàng hoàng. Dạ. Nhưng mà nó xuống cấp rồi. Xuống cấp. Rồi cái ông Sóc Trăng ông nghe ông thấy tôi về mà không có chỗ ở ngủ vậy kêu bằng là xung quanh về mình đi chung ra chung vô được đó. Dạ. Ông nghe vậy ông mới cho 20 triệu cất được cái nhà dưới ngủ có mấy người à. Dạ. Đứng 50 người là chật đó. Dạ. Phật tử lại một xe là đứng không chứ không có ai ngồi được, không có chỗ ngồi. Dạ. Nước nó ngập á rồi biết không, người ngồi bên đây nói chuyện người ngồi bên kia chứ không có mà không có chỗ nào mà đứng mà nói chuyện được hết. Dạ. Nửa tháng ngập lần, nửa tháng ngập lần, lần mấy ngày vậy đó. Dạ. 2-3 ngày vậy. Trời về đây nói thiệt cậu vất vả dữ lắm. Mấy vị chủ trì là chỉ tôi khổ nhất cái thầy. Dạ. Tại vì các vị kia về hỏi được chắc khoảng thời gian ngắn là đi hết rồi. Không biết bao lâu. Dạ. Nhưng mà hồi tôi về có ông ở trong này nào ông kể, ông viết cái giấy ông kể ai ở mấy tháng, mấy năm gì cũng kể hết. Dạ. Mà đi hết trơn 17 người á. Dạ. Mình cũng đâu biết nhiều, nhờ ông kể mình mới biết. Dạ. Tôi tính là tôi cũng ở không được nữa, đem vô có một bộ đồ à. Bộ đồ thay bộ đồ bận à. Dạ. Vì nghe người ta vậy mình chắc gì mình ở được, nói thiệt bị gì mình nữ nữa. Dạ. Ai về đâu vô cũng như người ta độ tôi. Dạ. Kinh kệ rồi tới người ta chịu chứ không gì chứ. Bệnh mà lên tụng kinh rồi mới nghỉ. Chứ không phải bệnh mà nằm nghỉ đâu. Dạ. Bởi vậy Phật tử nó lợi thăm nó nghe nghe thầy bệnh mà sao thầy tụng kinh được. Tối nghe thầy tụng kinh nó vậy gán tụng chứ để chư thần người ta nghe. Không có người tụng kinh thì người ta không độ mình. Dạ. Tôi nghĩ cái khoảng thời gian mà sư bà về đây, sư bà gặp các vị khúc mà khúc mài này, rồi rắn giống như là một cái thử thách đúng dành rồi cho các bậc chân tu đó. Dạ dạ. Ừ. Nếu mà không ai chịu nổi đâu. Dạ. Người ta đi chân 17 người đủ thứ hết trơn đó. Dạ. Nếu như mà mình tu không có chân chánh là trong những cái giây phút đó là rồi, người ta rồi chạy hết rồi. Ừ. Không có ai mà trụ lại tới giờ hôm nay. Phước mặc độ tôi dữ lắm, nội 28 người tôi đếm là thấy người ta độ rõ ràng. Dạ. Ta đi dẹp bình ăn mình thả đèn á. Dạ. Mua 3 năm mà thả không được. Chừng ơi. Lục bình với lại không thôi ở dưới sông nó sáng bút thảy lên xuống không được. Dạ. Buộc lòng thầy quan phải thả trong ao này. Dạ. Rồi những cái khó khăn mà sư bà khi mà mới về chùa Phước Long vào những ngày đầu á, như là mình gặp rắn nè, rồi gặp các vị phước mặt khúc mài nè, rồi muốn đi chợ thì phải đi cả ngày nè, điều kiện cơ sở vật chất khó khăn nè, rồi chỗ chánh điện thì dột, rồi Phật tử thì tranh giành quậy quạng, mà lúc đó sư bà chỉ có một mình mà thân nữ nữa, có bao giờ sư bà nghĩ tới cái việc là bỏ đi tìm một cái nơi khác nó dễ tiếp cận với Phật cái tử hơn không? Cái nhân viên làm như cái nhân viên ở đây vậy không? Bởi vậy trong viện nói vậy chứ mười mấy người ở mà không ai được cất cái nhà dưới còn chưa được nữa. Còn này hôm đó tôi cất cái này cái nhà dưới là bên sông ta lao quá trời. Tôi nói trời ơi bà này nữ mà bà làm cái gì dữ là bà giàu lắm. Ông mà với nói cậu nghe hồi cái năm mà tiếp thu vô đó. Yeah.
rồi cái mấy người đóng tàu cho người ta đi đó, Dạ. người hay cây đó, Dạ. cái cô Phật tử đó nói: thầy ơi, con thấy thầy con thương quá, giờ con cho thầy kêu người ta người hay cây lấy tiền xài. Cái tôi cũng nghe lời, tôi kêu được mấy chục người. Cái tôi nói thiệt với mấy cô chứ, một nhà người ta lo hai ba người đi năm sáu cây rồi, tội nghiệp người ta. Tôi nói thiệt, giờ tôi nghèo cho tôi xin chỉ tôi xài, nhờ cái đó mà có phước đó. Cái cô em của Ngọc Huệ, chồng găng cô Yến đó, Dạ. của qua anh Mỹ, cô làm trong nhà báo, cô đăng báo lên, người ta thấy hình tôi chỉ thấy tên tôi, người ta nói trời ơi, đi cho đi rồi hồi đó không biết xin số điện thoại cái mất liên lạc. Rồi tới chừng đăng báo lên ta thấy, tôi mừng quá, tôi gửi về nói thiệt cậu, người hai ba ngàn với tiền ở đâu mà cất. Ngày tôi khởi công có 2,7 triệu trong mình đó, ai cũng la chứ, Trường ơi. có 2,7 triệu trong mình mà tôi dám khởi công. Không phải khởi công gì, cũng như mình làm cái ngày đó mình khởi lên đi, rồi không thẳng từ từ Có sao nhiều làm nhiều. sao từ từ lại khởi công, cái có tiền tới 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 người ta độ đây độ dữ lắm. Sao lúc đó sư bà có cái ý nghĩ mà táo bạo gì, chỉ có 2,7 triệu mà dám khởi công xây dựng chánh điện. Thầy Đại Giác ở dưới Sóc Trăng đó ha, thầy chùa Đại Giác đó, thầy vô thầy nói thôi giờ mình không có tiền cất được, xây được bốn bên chứ làm tôn làm lá gì cũng được. Tôi nói lá đây xin thiếu gì, chứ mình còn không nghĩ tới tôn khổ vậy nữa. Tiền không có ăn nữa mà ruột tử không tới nữa, nhưng mà không biết sao mần rồi cái phước đó lợi nó tới. Ê, tôi xin người, tôi nói tôi nghèo cho tôi chỉ xài thôi, rồi người ta cũng cho chỉ mà rồi cái mất liên lạc. Tới chừng cổ đăng báo người ta thấy tên tôi, thấy hình tôi đó, người ta mừng quá, người ta gửi về người hai ba ngàn tôi cất đó, có thiệt cậu chứ không có tiền. Rồi từ từ ta nói với nhau, người này gửi người kia gửi, chứ đâu có tiền đâu. Cũng nhờ cái phước. Tại vì khi đến với chùa Phước Long thì con thấy đường 6 năm về trước con đi đến Hồi đây đó á, nó không thấy nó vắng vẻ kinh khủng luôn, mà làm sao để mà Phật tử biết để mà có thể quyên góp cho chùa xây dựng được những cái nền móng đầu tiên, thật sự rất khó. Tại vì hồi xưa nếu mà nói đi cái tuyến đường để mà vô chùa của sư bà, đầu tiên á, nó đi đường mấy sông rồi dạ dạ thì hồi đó con cũng đi đường đó đó. Nếu mà nói để đi ban đêm á còn sợ ma, chứ đừng nói chi mà kiếm cái nhà của người ở đi còn sợ ma đấy. Ngày xưa đi rất là khó khăn, sư cô sư bà đây gây dựng được cái ngôi chánh điện ở thời điểm hiện tại phải nói là chỉnh chu hoàn chỉnh, lớn thì có thể. ngay bây giờ Phật tử cũng vậy, có số vô nói trời ơi, con nói thiệt không có ai được như thầy dân, người nữ mà còn hơn nam Dạ. Thế ngày xưa sư bà về đây ở, sư bà có sợ cướp không? có tiền đâu sợ cướp. Lúc đó mình còn trẻ mà mình còn, với lại mình là nữ nữa mà. Không, nói ở đây nói nằm ngay cái đó cũng ấy lắm, không trộm cướp không có, trộm cướp không có, nghe đâu rồi có chứ đây không có, nó giật xe giật đồ chứ đây không có gì chứ, mà ta biết mình nghèo nữa, nó cũng nghèo. Dạ hôm nay là ngày mùng 6 Tết Hữu Duyên đó, thì Tình có về chùa Phước Long ngụ tại ấp Tam Sóc, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng, thì có gặp được chỗ sư bà đây chia sẻ cho Tình cũng như là cho quý cô chú anh chị những câu chuyện tâm linh rất là hay về chùa Phước Long, cũng như là những cái câu chuyện đầy ly kỳ về những cái lò rắn tại chùa Phước Long mà sư bà đây đã từng gặp. Thì sư bà có chia sẻ là hiện tại chùa đang trong quá trình trùng tu lại nhà ăn cũng như là bờ kè vì chùa đang bị sạt lở. Quý cô bác anh chị có muốn đóng góp để cho bếp ăn của chùa Phước Long sớm được hoàn thành, có thể liên hệ trực tiếp với chỗ sư bà. Số điện thoại của sư bà thì Tình có để trên màn hình. Còn số điện thoại của thầy Quang chính là đệ tử của sư bà. Quý cô bác anh chị có thể liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại trên màn hình. Năm mới thì con xin chúc sư bà thật là nhiều sức khỏe ạ. Chúc cầu được với các Phật tử ở gần xa vạn sự như ý muốn, mọi việc thành công, làm ăn phát tài phát lộc mà đầu năm tới cuối năm. Quý cô bác anh chị muốn đóng góp cho chùa hoàn thành bếp ăn sớm nhất, hoặc là giúp chùa xây dựng bờ kè để tránh bị sạt lở, thì
có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại của sư bà. Số điện thoại của sư bà là số điện thoại bàn, còn số điện thoại của thầy Quán là số điện thoại di động. Có thể kết bạn được Zalo với Viber để có thể liên hệ với bên nước ngoài. Năm mới con cũng xin kính chúc quý bà con cô bác anh chị khán giả thân thương trên kênh YouTube của Tình có thật nhiều sức khỏe, quý bà con cô bác anh chị yêu thương kênh, hãy ấn like cũng như đăng ký về chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con cô bác anh chị. Dạ, con chào sư bà. Dạ. Hồi 6 năm về trước cậu lại đây cậu quay phim đấy ha. Dạ. Mới lần đầu tôi sợ bị gì về tâm linh đó. Dạ. Nhưng mà tới chừng người ta nói là ở xã ở đây chừng 1-2 tháng rồi lại hỏi thăm thầy có thấy cái gì không. Dạ. Chừng đó bớt sợ rồi, chứ bắt đầu cậu về đây cậu quay là sợ á. Dạ. Thực sợ. Ra thì con cũng biết cái vấn đề tâm linh á, sẽ có nhiều người họ trục lợi nhiều, nhưng mà những cái gì đó mà của một vị sư họ trải qua họ mới thể chia sẻ lại được. Như con muốn con kể lại cái câu chuyện mà sư bà vừa kể cho con nghe, con kể cũng đâu được đâu, phải có những người họ đã từng trải qua, từng chứng kiến, họ đã từng trải nghiệm cái khoảng không gian và thời gian đó họ mới kể. Xã lại hỏi hoài à. Dạ. Mấy năm trước đó, 6 năm trước là cậu lại quay phim đó. Dạ. Là lại hỏi hoài. Dạ. Từ giàu tôi thấy nữa, tôi cũng không dám nói. Tới chừng mà cậu quay phim tôi kể ra tôi cũng hơi sợ sợ. Dạ. Sợ là người ta biểu mình kể lại người ta nghe, thấy hiện tại làm sao mình làm được. Dạ. Dạ hôm nhưng nay nhưng mà nhờ ở xã này ta biết cái chùa này nào giờ. Dạ. Dạ hôm nay cũng ngày đầu năm thì có nhiều bà con cô bác anh chị tới viếng chùa để mà cầu an đây cả nhà. Đã có rất là nhiều bà con cô bác anh chị. Bên này cũng có nữa này cả nhà. Có đến xin chùa xin tài lộc á, bà con cô bác anh chị. Vì sư bà có chia sẻ là hình như nhiều cô chú anh chị mà làm ăn hay đến chùa mình xin lắm đúng không thưa sư bà? Dân làm ăn hay đến đây xin chùa mình lắm đúng không thưa bà? Dạ. Họ tin tưởng về cái vấn đề làm ăn. Dạ. Đa phần đây cả nhà. Cả nhà xem này. Rồi nếu như quý bà con cô bác anh chị yêu thích những câu chuyện xoay quanh về chùa Phước Long chỗ sư bà đây kể thì mình có thể làm thêm một vài clip nữa, tại vì cũng có nhiều cái câu chuyện rất là hay ở còn ở phía sau nha cả nhà. Rồi chào cả nhà nha.